Hello mọi người, thì mình đã quay trở lại rồi đây. Thì hôm nay hả là một ngày rất là đẹp trời, cho nên mình sẽ quay một cái vlog rất là tốn tiền. Và số tiền cụ thể là 100 đô. Thì để làm gì? Thì hôm nay mình sẽ dùng 100 đô này để mua vé số. Và những cái vé số sẽ như thế này nè, vé số cào mọi người. Thì ở bên Mỹ người ta rất là thích cái trò vé số cào như thế này. Thì hôm nay mình sẽ trải nghiệm dùng 100 đô này mua hết tất cả vé số luôn. Thì coi mình có được phần thưởng lớn không nha. Ok, và bây giờ mình sẽ lái xe ra chỗ để mua vé số. Let's go. 1, 2, 3, fuck it. My darling, I love you, 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 I love you. Thì cái chỗ bán vé số này nó nằm trong cái siêu thị nha mọi người. Thì cái siêu thị này là siêu thị Walmart, một cái siêu thị quốc dân mà có khắp ở Mỹ luôn. Riêng ở Mỹ thì nó có 4.615 chi nhánh. Và mình cũng hay nói ở trong đây nó bán mọi thứ trên đời luôn. Các bạn cần gì chỗ đây là có hết. Vừa đi một hồi cũng tới cái cây bán vé số nè mọi người. Thì ngoài vé số cào ra nó còn những cái vé số giống như là vé số Vietlott của Việt Nam mình đó. Và 977 triệu là tổng giải thưởng của cái vé Mega. Còn 687 triệu là tổng giải thưởng của Powerball. Chúng một cái là mấy ngàn tỷ luôn, đổi đời luôn á mọi người ơi. Ok mọi người, thì ở đây là cái máy mà để mua vé số á. Thì bây giờ mình sẽ dùng 100 này để mình mua vé số nha. Thì nó sẽ có cái chỗ để bỏ cái tiền vô đó. Mình sẽ bỏ cái tiền vô đây. Và nó sẽ nhảy cái số tiền lên đây. À giờ nó không nhảy ta. Nó nốt luôn chậm. Đâu có đèn đâu. Ấy 100 đô tôi đâu rồi? Ấy 100 đô nó không nhảy lên mọi người ơi. Ủa nốt luôn rồi. Đâu có đèn đâu. Chắc tôi phải gọi người ra mọi người ơi. Hiện tại là 100 đô tôi nó bị kẹt trong cái máy rồi. Có vấn đề với cái máy này à mọi người ơi, để tôi phải gọi người. Cái gì đang diễn ra vậy trời? Mới vừa bỏ 100 đô vô cái mất luôn. Có thể là số phận 100 đô nó sẽ như vậy đó. Thì mình mới gọi người ta tới rồi. Thì nó đang kêu người tới hỗ trợ cái máy này. Chắc nó sẽ mở ra lấy lại 100 đô cho mình. Wow, thiệt là bất ngờ. Ai nè. À nó kêu cái này bị lỗi rồi, hãy gọi cho người hỗ trợ. Ok. Rồi. Quá tào lao luôn. Ồ, vô nè, nó vô nè. Vô 100 đô nè. Ê, ngộ vậy. Vô mọi người, cuối cùng vô 100 đô rồi. Mình sẽ tiếp tục. Ok mọi người, thì bây giờ đến lúc là lựa vé số rồi. Thì ở trên đây nó có rất là nhiều cái mệnh giá cho các bạn chọn. Từ 50 đô, 30 đô, 25 đô, 20 đô, 10 đô, 5 đô, 2 đô, 1 đô. Nói chung là có rất là nhiều mệnh giá luôn. Còn ở phía trên đây là các bạn mua những cái vé số mà hồi nãy mình có nói qua đó, là Mega, Powerball, đồ, rồi Lotto. Thì những cái vé số đó có giá là 2 đô một dãy nha. Và một dãy nó có 6 số thì nó sẽ dò giống như vé số ở Việt Nam vậy đó. Còn dưới đây là vé số cào. Và mình sẽ mua cái tờ 50 đô trước. Khi mà mình bấm yes sẽ rơi xuống. Đấy, sẽ ra một cái tờ đó. Ở đó. Ok, bây giờ mình mua thêm cái nào. Mua cái 30. Có rất là nhiều cái 30, mua cái nào? Cái này đúng không? Thôi cái này bữa khó dò đó. Cái này ha. Cái này đi ha. Mua một cái 30. Đó. Và hiện tại mình còn 20. Thì 20 mình sẽ mua một cái 10, một cái 5 và một cái 1, 3, 1 gì đó. Một cái 10. Ok, một cái 10. Và còn 10 đô thì một cái 5. Một cái 5. 2, 3, 5. Một cái 5 này đi. 2 nè, 3. 5, ok, xuống. Và một cái 3. Còn 5. Một cái 3. Còn 2. Mình sẽ mua một cái 2. Thì hello mọi người, thì mình thấy còn một cái 1 đô nữa. Nhưng mà mình mới tiêu hết 100 đô rồi, cho nên mình sẽ xin mẹ mình 1 đô. Để
xin mình sẽ xin một đô để mình mua một cái một đô đó để mình quay cho nó nhiều đó. Một đô vậy là đã gần đủ hết cái mệnh giá của cái máy này rồi, là hết 100 đô rồi đó, 101 đô. Thì ok, nó sẽ gớt hết xuống dưới đây đó, những cái tờ giấy rất là lấp lánh nha. Thì lát nữa mình sẽ quay rõ hơn cho mọi người dễ coi. Ok mọi người, thì mình mới mua xong vé số ở Walmart. Thì những cái máy mà bán vé số này á, nó có rất là nhiều khắp mọi nơi luôn. Thì những cái tiệm mà bán hàng giống như Walmart vậy nè, thì nó đều có một cái máy đó hết. Và đây là toàn bộ vé số của mình mua. Thì cái giá tiền nó tỷ lệ thuận với là cái độ bự của nó. Giống như cái tờ này, tờ 1 đô nè, thì nó sẽ rất là nhỏ. Tiếp đến là tờ 2 đô thì nó sẽ bự hơn một chút. Và tiếp đến là tờ 3 đô thì nó sẽ bự hơn. Đây là tờ 5 đô thì nó sẽ bự hơn nhiều tờ kia đó, thấy không? 5 đô với 1 đô là thấy nó khác biệt rồi đó. Tiếp đến là tờ 10 đô đó, và tờ 30 đô thì cũng khá là bự rồi nha. 30 đô và tờ 50 đô các bạn thấy không? Cũng có cách nhau một xíu xíu thôi. Thì đây là tờ 50 đô và giải thưởng lớn nhất của nó là được 10 triệu đô. 10 triệu đô là giải thưởng lớn nhất của những cái tờ giấy số cào này. Thì ok, nó sẽ có mỗi cái tờ nó sẽ có một cái lượt chơi riêng. Thì các bạn sẽ cào hết những cái chỗ này nè. Thì nếu mà nó trúng á thì nó sẽ hiện cái giá tiền mà các bạn trúng luôn. Hoặc nếu các bạn không có biết cái lượt chơi á, thì nó ở dưới đây nó sẽ có một cái chỗ mà cái mã QR mọi người cào ra, xong rồi mọi người scan vô cái máy hồi nãy á, thì nó sẽ hiện lên là các bạn sẽ trúng bao nhiêu hoặc là không trúng. Thì mỗi cái tờ nó đều có một cái lượt chơi khác nhau hết. Đó các bạn thấy không? Các bạn phải cào hết mấy chỗ này. Thì ok, mình sẽ quay clip mình cào hết tất cả các chỗ này cho các bạn coi nha. Let's go. Hello mọi người. Thì mình đã về tới nhà rồi nè. Và đây là cái số mà vé số cào ngày hôm qua mà mình mua. Thì mình sẽ cào từ cái tờ giá trị nhỏ nhất cho tới cái tờ 50 đô sẽ là cuối cùng. Ok, thì những cái tờ này nó sẽ có thể lớn nhất cái tờ 1 đô á, thì có thể thắng lớn nhất là 3.000 đô. Đó, cái tờ 2 đô thì có thể lên tới 17.000 đô. Cái tờ 3 đô thì có thể lên, nói chung là có 80.000 đô. Đó, và mỗi tờ chơi nó sẽ có một cái luật lệ khác nhau. Thì cho tới cái tờ lớn nhất thì mình sẽ đã show hôm qua cho các bạn coi đó, thì nó lên tới 10 triệu đô. Ok, hôm nay mình sẽ cào từ từ nha. Và mẹ mình sẽ là người cào. Đây là tờ 1 đô. Thì cái luật chơi của nó rất là đơn giản. Thì nó có 3 cái hàng. Nếu như mà 3 cái hàng này cộng lại á, mà ra 7, 11 hoặc là 21 á, thì các bạn sẽ trúng thưởng. Và cái giải thưởng nó sẽ nằm đây nha. Thì ở đây là một cái minh họa. Đây là một cái minh họa mà mẹ mình đã mua từ mấy bữa trước và cào. Thì nó tổng 3 số lại. Thì nếu mà ra 7, 11 hoặc 21 thì các bạn sẽ được cái số tiền trên đây. Hoặc nếu mà các bạn nào không muốn cào cái này thì có thể cào cái mã QR này nè. Thì scan cho cái máy thì nó sẽ hiện là trúng hay không. Ok, và bắt đầu mẹ mình sẽ cào cái tờ 1 đô nha, coi trúng được bao nhiêu đô. Bên sau là ba mình đang nằm massage. Đó các bạn thấy không, 10 cộng 6 cộng 4 thì nó ra 20, không phải 21 thì không được trúng. 13 cộng 3 cộng 3 là ra 19 thì nó cũng không trúng luôn. Và 10 cộng 5 cộng 9 là 24, thì có nghĩa là tờ này đã đi bụi rồi nha. Cho nên các bạn cũng không cần cào cái mã QR. Cái tờ của nó đây thì nếu mà các bạn trúng đúng cái số thì các bạn sẽ được cái tiền. Ở đây nó để 3.000. Đó, nhưng mà rất tiếc là tổng những con số này thì không phải là 7, 11, 21 cho nên không được tiền. Ok, tờ thứ nhất đã bị loại. Tiếp đến là tờ 2 đô. Tên 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 tên. Thì tờ này á, cái lật lại của nó là các bạn thấy không? Nó sẽ có cái số trong cái nón này. Thì nếu các bạn cào trong những cái số này á mà trùng với cái số trong cái nón á thì các bạn sẽ được cái phần thưởng tương đương với lại cái ô mà các bạn cào. Ok, thì mẹ mình sẽ tiếp tục cào cái này nha. Và mình dùng cái điện thoại này để quay cái cận cảnh cào.
Đó, chúng ta đã thấy là phần thưởng là không, cái số may mắn là số 20 và số 3. Ồ, hình như cái này trúng rồi mọi người ơi. Đó, nếu mà các bạn cào ra một trong những cái hình trên đây nè thì các bạn được trúng luôn. Thì mẹ mình cào ra được một cái nè. Đó, được cái đó là trúng luôn 2 đô. Tiếp đến là sẽ có những con số. Ok mọi người, thì đây là tờ 2 đô. Thì hiện tại là không có con số nào trùng với lại cái số đặc biệt hết. Nhưng mà rất là may là nó có một cái hình. Hình này thì bảo đảm là các bạn trúng luôn, không cần phải so nó với cái số gốc. Thì cái tờ này 2 đô và mình trúng được 2 đô. Có nghĩa là quầy vốn thì mình sẽ giữ lại cái tờ này. Tiếp đến là tờ 3 đô. Thì cái tờ này nó cũng có một cái lực chơi rất là hấp dẫn nha. Là nó sẽ có 9 cái ô. Đó, nếu các bạn cào có ba cái ô giống nhau liên tục á thì các bạn sẽ thắng được cái phần thưởng ở hai cái mũi tên. Thì cái này phải cào rất là bự đó, cào hết nguyên cái mảng này ra luôn thì mới được. Ok, và mẹ mình sẽ tiếp tục cào nha. Mẹ mình rất là thích cào những cái số này và mình sẽ tiếp tục quay bằng cái này. Rồi ba cái kim cương gần nhau rồi mà con. Đâu. Rồi dừng lại. Đó, các bạn thấy không? Thì nếu mà trúng được ba cái kim cương này á là trúng rồi đó mọi người. Thì ba cái kim cương này là hàng ngang thì sẽ trúng được hai cái phần thưởng nằm ở hai bên này. Đó, hai cái kim cương, cào đi cào, cao. Bao nhiêu? 3 đồng. Đó, là hãy trúng 3 đồng là quề vốn rồi đó, gỡ được vốn rồi đó. Và sẽ trúng được cái đầu bên đây là 2 đồng. Ok. Vậy là thôi, xong rồi gì? Vậy là phần thưởng này là được một hàng kim cương thì các bạn sẽ được cái mũi tên nè 2 đồng và mũi tên bên đây 3 đồng là tờ này được 5 đồng. Thì ok mọi người, cái tờ 3 đồng của mẹ mình á thì đã cào trúng được 3 hàng kim cương và trúng được tổng cộng là 5 đồng. Thì cái tờ này là lời 2 đồng nha. Tờ này 2 đồng, 5 đồng là 7 đồng. Tổng cộng là thắng được 7 đồng và cái tiền bỏ ra là 6 đồng. Thì vẫn còn lời 1 đồng. Ok, coi như là cũng có lời rồi đó. Tiếp tục tới cái tờ 5 đô. Thì cái lực chơi của cái này thì mình cũng chưa từng mua cái tờ này cho nên cũng không biết cái lực chơi. Thì mình sẽ cào ra hết đi. Cào ra hết đi là nhìn xíu là biết cái lực chơi rồi. Thì mẹ mình sẽ là người cào tiếp cái tờ 5 đô này. Ok mẹ. Thì cái trò giấy số cào này nó hơi bị ghiền luôn nha mọi người. Mọi người cào một lần là mọi người ghiền liền. Tại vì nó có cảm giác giống như là nó làm cho mình hưng phấn á mọi người. Với lại mình nghe nói hình như ở Việt Nam nó cũng có cái trò giấy số cào này nữa. Bữa nào mọi người ra mua thử cào thử đi, coi nó có ghiền không. Thì hello mọi người, thì cái đây là cái tờ 5 đô. Thì theo mình cào hết rồi đó, thì cái lực chơi của nó thì mình nghĩ á là ba cái giống nhau thì sẽ được cái phần thưởng cái tiền. Nhưng mà tình hình á là cào hết rồi, chỉ có hai cái giống nhau thôi, không có ba cái nào giống nhau hết. Cho nên cái tờ này có nghĩa là chúng ta đã mất 5 đô rồi đó. Cái tờ này không trúng. Nhưng mà nếu mà các bạn cào xong rồi các bạn hãy giữ lại nha. Tại vì nhiều khi mình không có biết dò á. Nhiều khi mà mình thấy không trúng cái đem vô mình trò cái nó trúng thì nó cũng có lợi. Cho nên cào xong rồi khoan bỏ, cứ giữ lại đi. Và cái mã này nó sẽ giúp mình coi kiểm tra coi nó có trúng hay không. Nhưng mà nhìn là biết không trúng rồi. Ok, vậy là đang lỗ. Và tiếp theo đó sẽ là tờ 10 đô. Thì tờ này nhìn có vẻ khá là dễ hiểu á, có nhiều cái cục lửa. Và cũng không biết là thắng được bao nhiêu nữa. Thì ok, cào thôi, cào rồi tiếp tục tính tiếp. Ok mẹ yêu, cào đi. A few moments later. Ok mọi người, thì đây là kết quả của tờ 10 đô. Thì theo mình thấy cái trò này á là nó kêu là các bạn cào ra được cái cọc tiền này nè thì các bạn sẽ trúng. Rất là đơn giản, nhưng mà các bạn thấy á, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, không có cọc tiền nào hết. Cho nên chúng ta đã bay thêm 10 đô nữa rồi đó. Tổng cộng là tờ 5 đô, tờ 10 đô thấy không trúng rồi đó. Nhưng mà không sao, chúng ta vẫn còn tờ 30 đô. Thì cái tờ 30 đô này hả, nhìn là thấy sang trọng rồi. Và cái tờ 50 đô này nhìn còn sang dữ nữa.
Đó, rất là lấp lánh. Những cái tờ lớn tiền thì nó sẽ có cái độ lấp lánh. Ok, thì mẹ mình sẽ cào cái tờ 30 đô này. Thì tình hình là theo mình thấy nó cũng như cái tờ tờ 5 đô á. Thì cào những cái số trúng thưởng ở trên đây. Thì cái đây nó có rất là nhiều cái số trúng thưởng. Đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 số trúng thưởng và 6, 1, 2, 3, 4, 5 và 30 số cào. Thì nếu mà cào 30 số này trúng một trong những cái số trúng thưởng này á, lụm tiền liền. Ok, và đây là cái bonus thêm thôi. Thì mẹ mình sẽ bắt đầu cào từ cái bonus xuống, coi nó có trúng không. Rồi sau đó cào cái số trúng thưởng và cào những cái số này. Nói chung cảm giác nó rất là hồi hộp đó. Ok, mẹ cào trước ba cái bonus này đi, coi nó có tặng thêm gì không. Ý, trúng 200 đô hả? Ừ. Phải không? Mẹ để cái bonus đúng rồi. Ôi, hết hồn, tưởng được 200 đô chứ không phải. Bonus nó so thế nào? À, có đồng xu á, ra cái đồng xu thì nó mới trúng được. Ừ. Rồi không? Rồi, dừng lại cái nha. Ok, thì mẹ mình đã cào xong cái bonus rồi nè mọi người. Thì nó kêu á là tìm trúng cái đồng cát này thì sẽ được cái thưởng cái tiền trong đây. Thì ba cái hình mà cào ra đó thì mặc dù nó không phải đồng cát, cho nên cái tiền dưới đây nó không có ý nghĩa gì hết, cho nên không trúng. Khi nào mà nó nói nè, cào trúng cái đồng cát thì sẽ được cái tiền, còn mấy cái thường thì không được gì hết. Cho nên cái bonus này là coi như là không trúng rồi nha. Và tiếp theo là cái số trúng thưởng, winning number. Let's go. Con số gì ra? 59. 44 hả mẹ? 41. 41. 45, 45, 27, 33, 32, 8, 24, 23, 9. Ok, thì đây là những con số trúng thưởng. Và mẹ mình không chờ lâu, cào luôn số kia luôn. 36, 52, chật chật. 55, chật. 22, chật. 19, chật. 57, chật. 28, trời cháy nhà. 13, chật. 40, chật. 56, chật. 53, chật. 46, chật luôn. Qua nó có trên dưới một số hoài cả nhà ơi. 29, chật. 11, chật luôn. 37, chật luôn. 18, chật. 14, chật. 58, chật. Trời, 59 cơ trời. 27, 27, 27. 27, 27. 27 trúng nhiêu ạ? 30 đô. Gọi vốn, gọi vốn. Có số 27 này trúng rồi nha mọi người. Số 3. Số 3 chật. 34. Chật. Có 32, 33, 34. Số 4. Chật. Số 44. Có 45, 44. Số 17. Chật. Số 5. Rồi. Vẫn còn những con hàng cuối. 39, 48. Chật nốt. 50 chật. Số 2 chật. 26 chật. Rồi. Ok mọi người, thì sau rất là nhiều phút cạo nhiệt tình thì mẹ mình cũng đã cào xong tờ 30 đô này. Đó, và trúng được một số. Đó, trúng được số 27. 27. Ở đây có số 27 thì chúng mình sẽ trúng được số trúng được 30 đô thì bằng với giá trị của cái tờ này thôi. Coi như là cái tờ này quầy vốn. Còn lại những cái số còn lại thì không trúng. Nhưng mà thôi, quầy vốn cũng được. Quầy vốn cũng khá là ổn. Không thua hết là được. Mà trúng 30 đô thì nó cũng đẻo ha. Khá là đẻo đó. Ok,
Và cuối cùng, đây là cái chương trình mà mình mong chờ nhất. 50 đô. 10 million. À, khi mà trúng 10 triệu này á, thì các bạn hình như là phải đóng thuế cũng khá là nhiều á. 10 triệu là hình như đóng thuế phải 3 triệu rồi đó hay là gì á, không muốn biết nữa. Nhưng mà cũng có đóng thuế rất là nhiều. Ok, thì cái tờ này lật chơi cũng y chang cái tờ 30 đô hồi nãy. Có những cái ô mà thưởng thêm. Có một... Không, cái này có tới tận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Có tận 18 số trúng thưởng lận. Nó nhiều hơn cái số kia rất là nhiều. Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 18 số trúng thưởng và 35 số có thể cào để so với cái số này. Thì cái tỷ lệ của cái tờ này nó cũng không biết có dễ trúng hay không, phải cào mới biết được. Thì ok, mẹ mình sẽ là người cào cái tờ này, hy vọng trúng. Bây giờ sẽ cào trước cái bonus nha, coi nó có được thưởng thêm cái gì không. Ở cái bonus này thì nó kêu là trúng rồi ha. Không, nó kêu lật cái đằng sau. Nó kêu lật cái đằng sau để coi coi cái ô bonus đó là cái gì. Thì cứ cào xong đi rồi mình sẽ lật ra mình coi, mình so coi nó là cái gì thì con mới biết được trúng hay không. Ok, thì mẹ mình đã cào xong 3 cái. Thì nó có rose, hoa hồng, trái plum là trái gì không biết, và một trái chanh. Thì nó kêu lật cái đằng sau để coi coi cái ô trúng thưởng thêm là cái gì. À nè, nó kêu nè, cái ô bonus thì phải là cái cục vàng. Phải là cái cục vàng thì mới có thể trúng thưởng được. Đó, như mình nói đó, toàn trái cây với bông hoa không, thì coi như là ba cái này không được trúng rồi đó. Ok, thì tiếp theo mẹ mình sẽ cào cái ô trúng thưởng nha, cái số trúng thưởng nha, winning number. Ok, let's go. Thì cào cái tờ 50 đô này á, vừa rung mà cũng vừa hồi hộp nữa. Tại vì 50 đô lận mọi người, nếu mà không trúng là lỗ sặc máu luôn đó. Và đây là 18 con số trúng thưởng nè mọi người. Mọi người nhìn cho kỹ nha và coi kết quả nè. Ok mọi người, thì mẹ mình đã cào xong tờ 50 đô. Và kết quả là đúng là không có gì dễ ăn hết mọi người ạ. Tổng cộng 18 số trúng thưởng và 35 số cào. Nó không trùng một cái gì luôn. Không trúng được một cái gì luôn. Coi như là mình lỗ 50 đô rồi đó. Phải chi nó trúng 50 đô gỡ vốn luôn cũng không được. Thằng này là không trúng một cái gì hết. Rồi ok, để mình tổng kết lại coi. Mình xài tổng cộng là 101 đô để mua những cái tờ giấy số này. Và mình trúng được cái tờ 1 đô thì mình trúng được. Tờ 1 đô không trúng. Tờ 2 đô thì mình trúng được trúng gió. Tờ 3 đô thì mình trúng được 5 đô. Đó, có 5 đô rồi đó. Tờ 5 đô thì trúng được 5 đô không trúng luôn. Ồ, là mới trúng được 5 đô thôi hả? Tờ 10 đô thì nó trúng gói mù quá. Để mình tổng kết lại coi. Tờ này không trúng. Tờ này không trúng. Ủa là sao? Hai tờ này cũng không trúng. Tờ này trúng 30 đô. 30 đô với lại 30 đô với lại trúng 5 đô là 35 đô. Đó, hai tờ này trúng nè, 35 đô. Và không trúng tờ nào hết. Hình như hồi nãy nhớ trúng thêm một tờ nữa mà ta. À, tờ này nữa. Quên, cái tờ 2 đô là trúng được 2 đô. Là có nghĩa là tổng cộng là trúng 37 đô. Thì để cho chắc ăn á, thì tôi ra cái máy tôi scan luôn cho nó an toàn. Đó, và tôi sẽ bỏ từng tờ vô. Nó sẽ hiện cái kết quả đó, trúng 4 đô thì nó sẽ nhảy lên 4 đô. Và đó, cái tờ này thì trúng 5 đô thì nó sẽ cộng vô cái 4 đô đó là 9 đô. Thì mình có thể thêm vô máy, hoặc là nếu mà mình không muốn thêm vô máy á, mình sẽ đem ra cái quầy và mình đổi tiền mặt nha.
Và đây là cái lý do mà mình kêu mọi người nên giữ được tờ giấy và đem ra scan. Tại vì lúc ban đầu mình tính là thắng có 37 đô à. Nhưng mà ra scan sau thì nó hiện lên là mình thắng tới 39 đô lận. Vậy là kết quả cuối cùng là mình lỗ 62 đô nha. Là cỡ 1,5 triệu tiền Việt Nam.